Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3461 lần chữa trị này có ý nghĩa rất quan trọng. Đồng thời, một luồng pháp lực từ trong ngân châm tiến vào trong máu. Tiếp theo, một cảnh tượng khiến người khác phải khiếp sợ đã xảy ra. Chỉ thấy sát khí trong máu đã yếu dần, đồng thời màu sắc cũng dần nhạt hơn. Nhưng loại tình huống này chỉ duy trì được một hồi, máu lại biến thành bộ dạng ban đầu, thoạt nhìn qua trông như là đã thất bại. Nhưng các bác sĩ thần trong sân đều ngạc nhiên nhìn Đường Tuấn. Phương pháp này vậy mà thật sự có thể làm được, chỉ là cần hoàn thiện. Trong sự yên tĩnh, Bình Tam Tiếu thở dài một hơi, bùi ngùi nói, không nghĩ tới những lão già chúng ta suy nghĩ một vấn đề lâu đến vậy đã bị một người trẻ tuổi giải quyết đơn giản rồi. Xem ra chúng ta thật là không dùng được nữa. Mọi người bật cười. Bình Tam Tiếu nói, Đường Tuấn Phương pháp này của cậu vẫn còn chưa hoàn thiện, có bằng lòng công khai để chúng tôi chia sẻ nghiên cứu không? Có lẽ sẽ có khả năng tìm ra được cách giải quyết ma huyết chú này. Đường Tuấn, tôi cũng có ý như vậy. Nếu như anh dựa vào đan hoàn thần bí thôi cũng có thể làm rất tốt, nhưng lo lắng tính thực dụng của loại y thuật phổ biến này, cho nên anh vẫn là không sử dụng sức mạnh của đan hoàn. Vẻ mặt nghiêm túc của Bình Tam Tiếu lần đầu tiên lộ ra ý cười vốn kêu đường tuấn qua đây là muốn bồi dưỡng người trẻ tuổi một chút không nghĩ tới bọn họ phải học hỏi ngược lại cùng lúc đó ở trong một thời không hỗn loạn vài cái bóng đen đang nói chuyện với nhau cái gì cơ đám bác sĩ thần kia vậy mà đã có thể tìm ra được cách chữa trị ma huyết chú rồi ư phải ngăn cản nếu đám bác sĩ thần kia thích xen vào chuyện của người khác như vậy thì diệt hết thảy đi dù sao thì cũng cách trận chiến cuối cùng không lâu nữa đám người bọn họ chết nhiều hơn cũng không tính là gì cả. Có thêm đường tuấn vào, tiến độ nghiên cứu của đám người bình tam tiếu tăng lên rất nhanh. Mà đường tuấn cũng thu hoạch được rất nhiều từ những cuộc trò chuyện với một số bác sĩ thần này. Bọn họ đắm chìm trong giao lưu y thuật, hoàn toàn không ý thức được rằng tai họa sắp tới. Mấy ngày sau, kế hoạch điều trị sơ bộ được hình thành trước sự thảo luận của mọi người. Phương án đã có, nhưng do ai chủ trị mới là vấn đề. Lần chữa trị này có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu thành công thì người điều trị sẽ trở nên nổi tiếng, trở thành đối tượng mà vô số bác sĩ ngưỡng mộ và tôn kính. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3462 nhóm đao phủ các người. Nghe vậy mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả Đường Tuấn. Dù sao cơ hội này vạn năm khó gặp, ai mà không động lòng chứ? Bình Tam Tiếu giải thích, phương án lần này ban đầu do Đường Tuấn đưa ra, cậu ấy có công lao. Trong phương án trị liệu lần này, rất nhiều y thuật đều có liên quan đến Đông y của trái đất, luận trong đó ai có thể so sánh với Đường Tuấn chứ? Có người khẽ nhíu mày, nói, nhưng dù sao kinh nghiệm của cậu ấy cũng không đủ, thời gian trở thành thần y sư cũng ngắn. Lỡ như xảy ra sai sót gì thì sao? Bình Tam Tiếu nói, kinh nghiệm không đủ, có thể từ từ tích lũy chẳng phải bây giờ là cơ hội tốt nhất để cậu ấy tích lũy kinh nghiệm sao hơn nữa có nhiều người chúng ta trông coi ở đây như vậy nếu có xuất hiện sai sót vậy chúng ta cũng xem như không vô dụng mọi người nghe vậy lần lượt chìm vào suy tư tôi đồng ý bác sĩ đường chủ trị tôi cũng đồng ý quả thật bác sĩ đường có thể một lúc lâu sau các thần y sư khác lần lượt nói bình tam tiếu khẽ gật đầu nói vậy thì quyết định do đường tuấn chủ trị ông ta nhìn về phía đường tuấn cười nói bác sĩ đường chắc cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng đúng không đường tuấn hơi giật mình chợt nghiêm túc nói tôi sẽ dốc hết toàn lực đây đối với anh quả thật là một loại khiêu chiến do vương trùng làm bệnh nhân mức độ ma huyết chú trong anh ta không sâu hơn nữa tu vi cũng vừa đủ là bệnh nhân tốt nhất có thể tìm thấy hiện giờ Lúc biết mình được chọn, Vương Trùng vẫn đang hét lên, tôi không bị bệnh. Đường Tuấn ghen tị với sức mạnh của tôi nên muốn ngưu hại tôi. Nhóm đao phủ các người. Không ai để ý tới tiếng gầm gừ cuồng loạn của anh ta, Bình Tam Tiếu dùng cấm chế im lặng với anh ta, tránh để anh ta ồn ào quá ảnh hưởng đến trị liệu. Vương Trùng nằm trên một chiếc giường, bốn phía đều có bác sĩ đứng, dùng ánh mắt như nhìn chuột bạch nhìn lấy anh ta. Vương Trùng không khỏi dùng mình bắt đầu đi. Minh Tam Tiếu nói. Tay đường Tuấn cầm một cây ngân châm đặc chế, đâm vào huyệt vị đan điền của Vương Trung. Ngân châm dài 20cm đâm vào gần một nửa, thoạt nhìn có chút dọa người. Vương trùng cảm giác huyết dịch của mình lạnh đi rất nhiều. Đám người bình tam tiếu chăm chú nhìn nhất cử nhất động của đường Tuấn, ngay cả trước mắt cũng không dám. Bọn họ vốn còn lo lắng kinh nghiệm của đường Tuấn không đủ, trong quá trình trị liệu có thể xuất hiện sai lệch, nhưng không ngờ cho dù là thủ pháp chữa trị hay là thời gian, đường Tuấn đều khống chế cực tốt, cho dù là bình tam tiếu cũng không tìm ra bất kỳ lỗi nào. chương 3463 cẩn thận cảm ứng cơ thể của cậu đi. Nếu đổi lại là tôi đến chủ trị, tôi có thể làm tốt hơn cậu ấy không? Bình tam tiếu tự hỏi. Đáp án là không thể. Nếu ngay cả ông ấy cũng thất bại, vậy còn ai có thể thành công chứ? Các bác sĩ khác cũng thở dài là lão tiền bối trong y đạo, ít nhiều bọn họ cũng có chút kiêu ngạo và không chịu thua, muốn bày ra chút phong phạm lão tiền bối ở trước mặt Đường Tuấn, nhưng dù là trong quá trình thảo luận hay là hiện tại chữa trị, phần lớn bọn họ đều có cảm giác bất lực. Người thanh niên trước mắt này hiểu biết không thua kém gì bọn họ, thậm chí có chút siêu việt. Bọn họ muốn chỉ điểm Đường Tuấn cũng không thể xuống tay. Ngược lại, từ lúc nói chuyện với Đường Tuấn bọn họ đã học được rất nhiều phương pháp trị liệu chưa từng thấy từ trước tới nay. Thế hệ mới thay thế hệ cũ. Những thần y sư đó đều hiển hiện lên suy nghĩ tương tự. Không biết nên vui hay là nên buồn. Lúc này, một lớp sương mù nồng đậm như mực đột nhiên xuất hiện xung quanh cung điện bác sĩ. Khiến cho người ta thắc mắc chính là vốn bốn phía cung điện của bác sĩ bố trí rất nhiều phòng ngự, mấy người tu hành đã xây dựng một đạo bình chướng, dựa vào trận pháp, cho dù là tiểu tôn giả nhất thời cũng không vào được. Nhưng lúc này phòng ngự dường như không có tác dụng, người tu hành phụ trách thủ vệ cũng không có ai. Bên trong cung điện, việc chữa bệnh cũng kết thúc. Sau khi đường tuấn rút cây ngân châm cuối cùng ra, sắc mặt vương trùng chợt thay đổi, toàn thân bắn ra từng đạo huyết tiến, anh ta giống như một quả bóng bay bị đâm rất nhiều lỗ thủng. Huyết tiến bắn ra đen như mực, nhiệt độ cực cao, vừa xuất hiện trên không trung lập tức tản mát ra từng tia nhiệt khí. Mặt đất đều bị máu thiêu đốt ra từng cái lỗ. Vương trùng nằm trên giường bất lực giấy ruộng, chỉ có thể nhìn từng tiêu huyết tiễn từ trên người mình bắn ra. Đường Tuấn, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Sau khi chữa trị xong, bình tam tiếu giải trừ cấm chế, âm thanh vương trùng tràn ngập oán hận cũng theo đó mà vang lên. Bình tam tiếu thản nhiên nói, cậu nên cảm ơn bác sĩ đường. Cẩn thận cảm ứng cơ thể của cậu đi. Vương trùng nhíu mày, ngưng thần cảm ứng tình trạng thân thể. Chỉ một lúc sau, anh ta thay đổi biểu cảm oán hận, khiếp sợ nói, đây, đây là sao vậy. Mặc dù máu trong cơ thể thiếu hụt khiến cho bản thân hơi suy yếu, nhưng anh ta lại có cảm giác thay ra đổi thịt. Trường 3.464 tiểu đội quân cấm vệ của cổ ma tộc. Nhưng Bình Tam Tiếu giải thích, còn có sự khác thường trong cơ thể khiến anh ta không thể không tin anh ta há miệng muốn nói lời cảm ơn nhưng lại không thốt nên lời trên mặt đám người bình tam tiếu lộ ra nụ cười tươi nói xem ra quả thực phương án này rất được những bệnh nhân nặng có huyết ma chú chỉ cần điều chỉnh liều thuốc sử dụng là được dược vật dùng để tạo ra ngân châm đặc chế cũng là một trong những khâu trị liệu mấu chốt đường tuấn cũng thở phào một hơi hàn bảo long và tạ phù diệu được cứu rồi anh quay người khom người với bình tam tiếu và mấy thần y sư khác, hành lễ nói cảm tạ chư quân. Nếu như không có đám người bình tam tiếu trợ giúp, có thể anh sẽ cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu ra phương pháp chữa trị này, đến lúc đó, ai dám đảm bảo thương thế của Hàn Bảo Long và tạ phù diệu chứ? Bình Tam Tiếu và mấy thần y sư khác cũng đều khom người trả lễ lại. Chính ngay lúc này, một tràn vỗ tay vang lên từ bên ngoài cung điện, sau đó một âm thanh chế diễu vang vọng lên, mấy thần y sư thật sự lợi hại quá. Ngay cả ma huyết chú thượng cổ được xưng không thể giải trừ lại giải được, thật sự khiến tôi bội phục không ngừng. Một lớp xương mù màu đen phiêu giật vào trong cung điện, hóa thành một tu sĩ cổ ma tộc. Phong ma. Nhìn thấy cổ ma tộc này, sắc mặt đám người bình tam tiếu chợt thay đổi, thất thanh nói. Cổ ma tộc này vung tay lên, phía sau lập tức xuất hiện một đám người tu hành toàn thân bao phủ trong bóng đen. Mỗi một người đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Khí tức này đã trải qua vô số huyết và chiến bồi dưỡng ra. So với những người tu hành cổ ma tộc, mặc dù cảnh giới của mấy bác sĩ như Bình Tam Tiếu cao hơn một chút nhưng khí tức lại yếu hơn không ít. Bọn họ thân là thần y sư, bản thân tương đương với hậu cần, nên cơ hội cần bọn họ ra tay rất ít cho nên không có cảnh giới, không có bao nhiêu chiến lực. Nhân mã hai bên, một bên là hùng ưng, một bên là chim sẻ. Tiểu đội quân cấm vệ của cổ ma tộc. Sắc mặt bình tam tiếu lần nữa thay đổi, nhận ra lai lịch của những người này. Đồng tử đường Tuấn cũng co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Phong ma, cổ ma tộc nhân, tiểu tôn giả xếp thứ 28 trên bia kỷ nguyên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ghi chép trên bia kỷ nguyên không chỉ có người tu hành bổn kỷ nguyên, đồng thời còn có một người tu hành cổ ma tộc sống sót đến bây giờ. Bây giờ tiểu tôn giả đứng thứ hai trên bia kỷ nguyên chính là người của cổ ma tộc. Phong ma cười diễu một tiếng, nụ cười rất hiền lành, thậm chí còn hơi khom lưng, hành lễ với Bình Tam Tiếu, nói Phong ma bái kiến bác sĩ Bình. Nụ cười của ông ta càng hiền lành, thì sắc mặt Bình Tam Tiếu càng ngưng trọng. Bởi vì Bình Tam Tiếu đã sớm nghe qua sự tích Phong Ma, người này cực kỳ dễ giết, hơn nữa thủ đoạn còn rất tàn nhẫn. Phong Ma từng tàn sát mấy trăm vạn sinh linh trong một tòa thành, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt tươi cười. Chương 3465 ông ta đi rất chậm, như thể rất nhàn rỗi. "Phong Ma, nơi này không phải là nơi cổ ma tộc các người nên đến." Bình Tam Tiếu thản nhiên nói đồng thời ông ta thầm liên lạc với người phụ trách phòng ngự bên ngoài. Phong Ma cười nói, bác sĩ Bình, ông đừng uổng phí sức lực nữa, hôm nay không ai đến cứu các người đâu. Muốn trách, thì chỉ có thể trách các người xen quá nhiều vào việc của người khác. Bình Tam Tiếu nói, ma huyết chú là cổ ma tộc các người tạo ra sao? Phong Ma nói, phải, mà cũng không phải. Chỉ có thể nói các người không nên quản chuyện này. Ánh mắt ông ta hơi nheo lại, lộ ra loại thần thái cực kỳ hưởng thụ nói mặc dù ma huyết chú là một loại chú thuật nhưng có thể thông qua giết chóc đạt được sức mạnh mạnh mẽ trên đời còn có chuyện gì khiến người ta khoái hơn chuyện này chứ lúc nói chuyện một luồng máu mang lóe lên trong mắt ông ta rồi biến mất bình tam tiếu ngạc nhiên nói phong ma ông cũng trúng ma huyết chú phong ma ngạo nghễ nói cái này thì có gì phải ngạc nhiên phế vật mới bị ma huyết chú khống chế mà tôi lại có thể khống chế ma huyết chú. Bình Tam Tiếu nói, ông nói ra lời này, là đã từng bị ma huyết chú khống chế rồi. Trái tim ông ta chìm xuống. Ông ta phát ra tín hiệu cứu viện nhưng không ai trả lời. Phong ma hừ lạnh một tiếng, nói, không muốn nói nhảm nhiều với ông, hôm nay tất phải chết. Ngày này năm sau chính là ngày rỗ của nhóm bác sĩ các người ông ta vung tay lên binh lính cổ ma tộc phía sau đã sớm chờ phát động lập tức hướng về phía đám người bình tam tiếu một tay bình tam tiếu giữ chặt đường tuấn bảo vệ anh ở phía sau truyền âm nói đường tuấn cậu đã biết phương pháp phá giải ma huyết chú đợi lát nữa mấy người chúng tôi liều chết mở ra một thông đạo cậu hãy nhân cơ hội chạy ra ngoài nhất định phải ngăn cản cổ ma tộc khuếch tán ma huyết chú bên cạnh bình tam tiếu mấy bác sĩ khác cũng lần lượt gật đầu. Vị trí bọn họ đứng vừa hay bảo vệ đường Tuấn. Giết! Không biết ai giống một tiếng, mấy bác sĩ xông lên, bắt đầu chiến đấu với binh lính cổ ma tộc. Chỉ là thực lực chênh lệch quá lớn, chưa đến mấy chiêu thì mấy bác sĩ đều đã bị thương. Mặc dù vậy, vẫn không có bác sĩ nào lùi lại. Có chút trí khí, chỉ là chút thực lực này kém quá. Phong ma cười mỉa một tiếng, bắt đầu đi về phía mấy người bình tam tiếu. Ông ta đi rất chậm, như thể rất nhàn rỗi. Có bác sĩ có vẻ mặt hung ác, thúc giục đạo khí thần binh trong tay sông về phía phong ma. Phong ma lộ vẻ mặt khinh thường, vung tay lên, bác sĩ đó lập tức hộp máu bay ngược ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất. mươi 3466 hiện tại xem ra quả thật có chút bản lĩnh. Những bác sĩ này đều không có ai lên bia kỷ nguyên, thì sao là đối thủ của phong ma được chứ? phong ma cũng không dùng một chiêu giết người mà để lại một mạng cho bác sĩ đó hoàn toàn là tâm tính mèo bắt chuột yếu quá thật sự không rõ bác sĩ các người sống sót như thế nào giống như các người một mình tôi có thể giết mấy trăm người thực sự là mất hứng phong ma đi về phía trước một bước lập tức đánh trọng thương một bác sĩ trong lòng mấy người bình tam tiếu như chìm xuống đáy cốc thực lực phong ma đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Vốn bọn họ muốn liều chết một trận để bảo vệ đường Tuấn, nhưng hiện tại xem ra không có khả năng nữa rồi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại mấy người bình tam tiếu và đường Tuấn mà bọn họ đang bảo vệ phía sau vẫn đang đứng. Phong ma nhìn về phía đường Tuấn, nói, không ngờ bác sĩ đường Tuấn cũng ở đây. Sư tôn đó của anh quả thật lợi hại, có thể khiến chân nhân khổng long cam tâm tình nguyện bái sư, nếu ở nơi khác tôi thật sự không muốn ra tay với anh nhưng ở chỗ này hì hì cho dù tôi giết anh thì sư tôn đó của anh cũng sẽ không biết chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi trong đôi mắt bình tam tiếu tràn đầy bi phẫn lúc ông ta đang chuẩn bị liều mạng thì đường tuấn nắm lấy vai ông ta nói bác sĩ bình các người không phải là đối thủ của ông ta một luồng sức mạnh đẩy mấy người bình tam tiếu ra phía sau Phong Ma cười nói, trước khi tôi đến, đã nghe nói anh đánh bại Liễu Phi Tiên. Hiện tại xem ra quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng kiểu người háo sắc như Liễu Phi Tiên, cho dù có một ngàn người thì tôi cũng không để vào mắt. Ông ta mỉa mai nói, bác sĩ Đường, anh cảm thấy anh so được với mấy người Liễu Phi Tiên không? Đường Tuấn nói, không nhiều, cũng chỉ là một ngàn người. Đối với Phong Ma, anh vẫn là có cốt khí cho dù thực lực bản thân không mạnh thì còn có đan hoàn thần bí. Đan hoàn thần bí là tiên khí có thể giết chủ phong ma, bóp chết một phong ma dễ dàng. Nụ cười của phong ma cứng đơ, lập tức nói, vậy hãy để tôi kiểm chứng một chút tu vi của bác sĩ đường nào. chương 3467 hoàn toàn ma hóa. Anh có thể đánh bại liễu phi tiên, quả thật là dựa vào bản lĩnh. Ông ta nói xong lập tức hòa thành một bóng đen lướt về phía đường Tuấn, thân hình đường tuấn cũng biến mất theo đó. Trong cung điện, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng mơ hồ giao nhau, thỉnh thoảng phát ra âm thanh âm trầm. Mấy người bình tam tiếu đã xem đến ngây người, không ai ngờ thực lực của đường tuấn lại cường hãn như vậy. Lúc này vương trùng cũng trọng thương nằm trên mặt đất, nhìn quỹ thích mờ hồ trong không trung, tâm trạng vô cùng phức tạp, có xấu hổ cũng có cụt hứng. Trình độ có thể giao chiến với phong ma, e là thực lực của Đường Tuấn có thể so sánh với tiểu tôn giả xếp hạng 50 trên bia kỷ nguyên. Mà tranh lệch này, vương trùng không thể nào theo kịp được. À à à. Phong ma bỗng nhiên phát điên kêu to, mái tóc dài màu đen biến thành màu đỏ như máu, trong hai mắt bắn ra hào quang đỏ ngầu. Ông ta đứng ở trong hư không, khí thế cuồng bạo bao trùm bốn phía, cả tòa cung điện đều trở nên bất ổn. Hoàn toàn ma hóa. Bình Tam Tiếu sợ hãi nói lúc trước phong ma đã có biểu hiện chúng lời ma huyết chú, nhưng vẫn không biểu hiện ra bất kỳ sự khác thường nào. Cho đến bây giờ, phong ma rốt cuộc cũng bày ra sức mạnh ma huyết chú, ông ta đã hoàn toàn bị ma hóa. Không thể nghi ngờ, sau khi phong ma hoàn toàn bị ma hóa, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Quanh thân phong ma giống như có cuồng phong cuốn lấy, áo choàng gồ lên, phát ra âm thanh vù vù. Trong hai mắt hào quang đỏ ngầu nhìn yêu dị mà đáng sợ, làm cho người ta run sợ ông ta nhìn đường tuấn nói ông già thái huyền kia có mắt không chồng ông ta lại cho rằng anh chỉ có thể làm nền cho đạo nhất và ngao vấn thiên tôi thấy đạo nhất cùng ngao vấn thiên còn không thể so sánh với anh nhưng mà cho dù thiên phú của anh có mạnh hơn nữa thì hôm nay anh cũng nhất định phải chết lúc trước chiến đấu với đường tuấn ông ta đã ở thế thượng phong thời gian lâu hơn một chút ông ta hoàn toàn có thể đánh bại Đường Tuấn. Nhưng Phong Ma lại không kìm nén được cảm xúc nổi giận trong lòng. Ông ta đường đường là Phong Ma, thế nhưng đánh cùng một tiểu bối xếp hàng trăm trên bia kỷ nguyên lại lâu như vậy. Dưới loại cảm xúc này, ông ta đã trực tiếp dẫn phát ma huyết chú. Ma huyết chú tăng lên, ông ta cảm giác được sức mạnh của mình nhanh chóng leo lên tới một loại cảnh giới trước nay chưa từng có, thậm chí ông ta còn cảm thấy dựa vào trạng thái lúc này, ông ta có thể khiêu chiến 10 cao thủ đứng đầu bia kỷ nguyên. Phong ma, ông đã bại rồi. Đường Tuấn nhìn khí thế phong ma mạnh hơn trước gấp mấy lần, trên mặt ngược lại lộ ra biểu cảm thoải mái. Phong ma nghe vậy, ông ta hơi giật mình, rồi chợt cười rộ lên, nói, ha ha ha, bác sĩ đường, anh muốn tôi cười chết sao? chương 3468 phong ma tự tin quá rồi. Tôi dựa vào ma huyết chú, thực lực tăng vọt gần gấp 3 lần so với lúc trước, anh làm sao đánh bại được tôi? Chẳng lẽ dựa vào cái miệng của anh sao? Sau khi dẫn phát ma huyết chú, Phong Ma cảm thấy ông ta đã nắm trong tay tất cả, nên ông ta cũng không nóng lòng ra tay. Ngay cả mấy người Bình Tam thiếu cũng khẽ nhíu mày, bọn họ cảm thấy lời nói của Đường Tuấn có chút hoang đường, thậm chí là cố tình gây sự. Bởi vì lúc này Đường Tuấn cũng không thể hiện ra thực lực phù hợp để đối đầu với Phong Ma. Phong Ma ông quá mức tự tin với mình. Đường Tuấn lắc đầu. Đó là bởi vì tôi có thực lực. Phong Ma cười lạnh một tiếng, nói, giống như anh không có thực lực, cũng chỉ có thể bị đánh. Nó giống như thế này. Sứt lời, bàn tay ông ta lật lên. Sóng máu cửu trọng xuất hiện trên không trung, những quân cấm vệ cổ ma tộc đứng ngoài quan sát bị cuốn vào, miễn cưỡng huyết tế. Sức mạnh của sóng máu cửu trọng lại tăng lên, tràn về phía đường Tuấn trong nháy mắt đường tuấn đã bị sóng máu vây quanh giống như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển rộng mênh mông phong ma hóa thành một bóng mờ màu máu xông về phía đường tuấn sóng máu này là lĩnh vực ông ta lợi dụng ma huyết chú cấu tạo ra trong lĩnh vực này ông ta gần như vô địch đây chính là sức mạnh của phong ma nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là ở trong lĩnh vực của mình phong ma chiến đấu với đường tuấn cũng không chiếm được thế thượng phong ngược lại còn có loại cảm giác lo sợ mà đường tuấn cũng không có thể hiện ra sức mạnh mạnh hơn không thể nào phong ma điên cuồng hét lên tôi hiểu rồi ngoài sóng máu bình tam tiếu sửng sốt một lát trên mặt cũng lộ ra ý cười thoải mái bác sĩ bình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì có người hỏi bình tam tiếu vuốt râu nở nụ cười nói phong ma tự tin quá rồi ông ta cho rằng mình có thể khống chế ma huyết chú, nhưng lại hoàn toàn không biết trong lúc bất chi bất giác, ông ta đã bị ma huyết chú khống chế. chương 3469 thật sự chỉ là cổ ma tộc sao? Ha ha, nếu như phong ma không dùng tới ma huyết chú, trận chiến này bác sĩ đường hẳn là không có bao nhiêu phần thắng, nhưng hiện tại xem ra. Không cần ông ta nói tiếp. Trong sóng máu cửu trọng, đường tuấn một quyền đánh lui phong ma. Sắc mặt Phong Ma đột nhiên biến đổi, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh Đường Tuấn đánh ra cũng không mạnh, nhưng mang theo một loại khéo léo, làm cho ông ta vô cùng khó chịu, khắp nơi bị quản chế. Không thể nào. Phong Ma thật sự không thể tin được. Sóng máu cửu trọng biến mất không còn tăm hơi, khí tức Phong Ma cấp tốc suy giảm, tóc dài màu máu cũng chuyển sang màu đen. Lúc này Phong Ma còn yếu hơn gấp mấy lần so với trước khi thúc dục ma huyết chú. Phong Ma, ông thất bại rồi." Đường Tuấn và Phong Ma đối lập. Phong Ma đã bị thương nặng, bàn về cường độ khí tức, thậm chí còn không bằng Liễu Phi Tiên. Cái gọi là tiểu tôn giả, cũng chỉ là thần quân cảnh đỉnh phong, cùng cảnh giới thần quân cũng không có bản chất khác nhau. Ma huyết chú bị phá, cắn trả thân mình, Phong Ma đã không còn sức để tiếp tục chiến đấu. Ánh mắt Phong Ma tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, ông ta cắn răng nói, "Là tôi sơ suất." bằng không anh cho rằng thật sự có thể thắng được tôi sao?" Đường Tuấn cười cợt, anh cũng không giải thích nhiều. Lần sau anh không có may mắn như vậy đâu. Phong Ma gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một bóng đen lao ra ngoài điện. Nhiệm vụ lần này xem như hoàn toàn thất bại, bảo toàn sinh mệnh quan trọng hơn. Ánh mắt Đường Tuấn ngưng lại, ngón tay bắn ra, một khí tức hỗn độn thẩm thấu vào trong hư không, đánh vào trong cơ thể Phong Ma. Phong Ma muốn chạy trốn, anh dốc hết toàn lực có lẽ có thể ngăn cản được, nhưng như vậy sẽ bại lộ thực lực của anh. Hơn nữa từ lời Phong Ma nói lúc trước, Đường Tuấn cảm thấy Ma huyết chú lần này dường như không đơn giản như vậy. Máu nhuộm Trường Hà Thiên Mộ mở. Đường Tuấn đọc những lời này trong lòng, anh lại hồi tưởng lại đám người tu hành và yêu thú trong cơ thể Ma huyết chú, dồn dập tập trung vào cảnh tượng trong dòng sông máu của Tuyệt Địa Hoàn Vũ. Trường 3470 ông còn gì để nói nữa không? Mấy người bình tam tiếu cảm ơn Đường Tuấn. Mấy người đều có loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn, nếu lần này không phải Đường Tuấn ở đây, có lẽ bọn họ đều đã chết. Những bác sĩ trọng thương kia cũng được người khác đỡ dậy, may mắn trong sân đều là thần bác sĩ, đành phải không chết, thương thế đều không thành vấn đề lớn. Chẳng bao lâu, hầu hết mọi người đã khôi phục năng lực hoạt động của họ. Sắc mặt Đường Tuấn nghiêm trọng, nói các vị nên mau chóng xuất phát đi. Vì những người chúng ma huyết chú cần giải trừ chú pháp, tôi sợ chậm thì sinh biến cố. Mấy người Bình Tam Tiếu nghe vậy, bọn họ cũng nặng nề gật đầu. Phòng ma xuất hiện, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa bên ngoài cung điện những thủ vệ biến mất. Tất cả điều này cho thấy ai đó đang điều khiển phía sau hậu trường. Ma huyết chú cũng không đơn giản như bọn họ nghĩ lúc trước. Cùng ngày, đám người bình tam tiếu, đường Tuấn đã giải tán. Đồng thời một tin tức thông qua các kênh khác nhau truyền ra ngoài, đội ngũ bác sĩ do bình tam tiếu cầm đầu đã nghiên cứu ra phương pháp phá giải ma huyết chú, bác sĩ đường Tuấn chữa khỏi cho bệnh nhân ma huyết chú đầu tiên. Mà lúc này, phong ma chạy trốn đi tới một hang động u ám. Phong ma nặng nề thở dốc, sắc mặt tái nhợt cực kỳ trên đường chạy trốn về cổ ma tộc ông ta bị đuổi giết mấy lần và phải dốc hết toàn lực mới trốn thoát được nghỉ ngơi một lát trên mặt ông ta lộ ra một nụ cười dù sao ông ta cũng còn sống trở về hơn nữa lập tức muốn nhìn thấy vương của cổ ma tộc tuy rằng nhiệm vụ ám sát lần này thất bại ông ta nhất định sẽ bị trừng phạt nhưng trừng phạt nặng hơn nữa cũng không bằng việc sống sót thực lực của ông ta ở trong cổ ma tộc cũng được coi là đứng đầu cho dù vương trừng phạt ông ta, cũng sẽ không quá nặng. Phong ma trong lòng bình tĩnh. Hiện giờ cổ ma tộc chính là lúc dụng người, ông ta hiểu rất rõ ràng giá trị của mình. Trong hang động u ám bỗng nhiên xuất hiện một nhóm ánh sáng, ánh sáng dần dần mở rộng, cuối cùng hóa thành một cái khuôn mặt mơ hồ, giống như một bức ảnh chân dung. Một âm thanh trầm thấp từ trong đó truyền ra, phong ma, thương thế của ông thế nào rồi? Phong ma cung kính quỷ trên mặt đất, nói, gặp qua vương thượng. Thương thế của tôi còn tốt, tu dưỡng một khoảng thời gian là được. Thương thế của ông ta chủ yếu là do ma huyết chú cắn trả tạo thành, thương thế đường tuấn tạo thành đối với ông ta gần như có thể xem nhẹ. Đây cũng là nơi phong ma căm hận. Ông ta thế nhưng lại bị một tên như vậy đánh bại, thật sự là không cam lòng. Vậy là tốt rồi. Ừ, em mờ thanh trầm thấp nói. Phong ma trầm giọng nói, vương thượng, nhiệm vụ trừng phạt lần này thất bại, một mình tôi gánh chịu. Em mờ thanh trầm thấp nói, cái này để sau rồi nói. Ông còn gì để nói nữa không? Phong ma nói, hiện giờ thực lực của tôi giảm mạnh, tôi muốn về tổ địa tu dưỡng một thời gian, xin vương thượng phê chuẩn. Phong ma cho rằng yêu cầu này của mình rất đơn giản, vương thượng không có lý do gì mà không thể đồng ý. Khết tập 194